Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp được trau dồi kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ thông qua những lớp bồi dưỡng do công an tổ chức. Sử dụng Zalo để phòng chống tội phạm và giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mới của phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Cuối năm, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là số đối tượng cướp giật tài sản rất manh động, người dân cần chú ý đề phòng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 11, tại Công an thành phố Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Công an 6 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có Công an thành phố Đà Nẵng. Đây là đợt kiểm toán thường xuyên và định kỳ hàng năm nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2019. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Tổ công tác gồm 15 thành viên sẽ kiểm toán việc lập, phân bổ, ra dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu chi ngân sách và tài sản công, các hoạt động có thu, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng của nhà nước. Thời hạn kiểm toán là 50 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị. Sáng ngày 10 tháng 11, Công an thành phố đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên cho 15 thí sinh tại Đà Nẵng trúng tuyển vào các trường đại học và Học viện Công an Nhân dân. Trong 15 thí sinh năm nay, có 4 đồng chí là chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào của các thí sinh cùng gia đình khi là một trong số ít các thí sinh trên toàn quốc trúng tuyển vào các trường Công an Nhân dân. Mong muốn các thí sinh tiếp tục học tập rèn luyện thật tốt để có kết quả học tập cao, nhanh chóng trở về địa phương, góp sức mình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Cùng ngày, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 45 cán bộ công an các đơn vị địa phương tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Phát biểu tại buổi bế giảng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Viện Khoa học Hình sự đã dành thời gian quan tâm, đầu tư giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cũng trong thời gian này, Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tổ chức buổi tập huấn quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho 150 học viên là lực lượng dân phòng, dân phố trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ngày 12 tháng 11, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình trẻ em Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trách nhiệm về phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em cho gần 190 cán bộ cảnh sát khu vực Công an 28 phường thuộc quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Quá trình tập huấn, các cán bộ cảnh sát khu vực được trao đổi, truyền tải những nội dung liên quan đến phòng ngừa và kỹ năng tham gia giải quyết các vụ bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 10 tháng 11, phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế là 4 xe máy cho người sao cai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được biết, sau thời gian kèm cặp động viên tiến bộ, món quà ý nghĩa này sẽ giúp cho những người sao cai quyết tâm lao động chân chính, xây dựng cuộc sống, tránh tái nghiện. Nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai lũ lụt của người dân miền Trung, vào cuối tháng 10 vừa qua, được sự ủng hộ của ông bà Phan Dung, Huỳnh Thị Kim Nga và những nhà hảo tâm, Phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Hội Phụ nữ cơ sở khối xây dựng lực lượng Công an thành phố đã trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bà con năm thôn ở xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Những món quà là tình cảm yêu thương chia sẻ với sự khó khăn thiếu thốn mà đồng bào đang gặp phải, góp phần làm ấm áp thêm tình cảm cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp là một lực lượng chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp đảm bảo an ninh an toàn tại các trụ sở của các cơ quan doanh nghiệp.
việc trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật cho lực lượng này là điều rất cần thiết vào thời điểm hiện tại. Những lớp học do Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức là một trong những giải pháp đáp ứng yêu cầu nêu trên. Một ngày làm việc của anh Lưu Anh Tuấn, nhân viên bảo vệ tại Công ty Điện lực Đà Nẵng. Nhiệm vụ của anh Tuấn là kiểm soát lượng người ra vào cơ quan, đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở doanh nghiệp. Từ khi tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, anh Tuấn càng ý thức hơn về chức trách nhiệm vụ của mình. Mới về làm công tác bảo vệ được một năm, thì nói chung kinh nghiệm mình cũng chưa có. Thì qua cái lớp tập huấn này tôi thấy rất là bổ ích vì nó trang bị cho mình những kỹ năng, những cái nghiệp vụ, cũng như những cái mà kinh nghiệm của những người đi trước cũng như của các đồng chí công an đã truyền đạt lại. Những lớp học như thế này đều được tổ chức hàng năm. Đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng trước sự cần thiết phải duy trì nên các đơn vị vẫn ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho lớp học diễn ra. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả các cái cơ quan doanh nghiệp còn lực lượng bảo vệ mà chưa được tập huấn để trang bị tiếp cái kiến thức nghiệp vụ. Ngoài việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ bảo vệ, Phòng An ninh Kinh tế còn thường xuyên khảo sát tại địa bàn cơ sở, các cơ quan doanh nghiệp trọng yếu mà yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự đòi hỏi phải thật chặt chẽ. Từ đây, những ý kiến đề xuất được cán bộ quản lý tiếp nhận và tham mưu bổ sung vào chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài cái việc mà huấn luyện cho nghiệp vụ bảo vệ, ban giám đốc công ty đã tổ chức huấn luyện về giao tiếp khách hàng cho bảo vệ. Chúng tôi luôn luôn là mong muốn rằng công an lực lượng công an thường xuyên tổ chức huấn luyện các lớp nghiệp vụ bảo vệ hàng năm để cử cho anh em bảo vệ được tham gia đầy đủ. Huấn luyện cho lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ chuyên trách tại các cơ quan doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng giúp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ cho lực lượng thực thi pháp luật khi cần thiết, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan doanh nghiệp ngày một vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm nay, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu đã cho ra mắt trang Zalo phòng chống tội phạm kết nối với toàn thể người dân phường nhà. Sau khi trang Zalo này đi vào hoạt động, những thông tin tố giác tội phạm đã được xử lý kịp thời, giúp lực lượng công an nhanh chóng giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Từ sau khi Công an phường Phước Ninh ra mắt trang Zalo phòng chống tội phạm, hầu như tối nào, các đồng chí cảnh sát khu vực tại đây cũng tự nguyện làm thêm giờ. Tranh thủ buổi tối, khi các gia đình có mặt đông đủ tại nhà, các anh đã đến từng nhà giới thiệu và hướng dẫn người dân cách sử dụng trang Zalo này để có thể phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Trong cái trang Zalo mà của phường vừa rồi là rất thiết thực, nó kết nối được giữa người dân với cảnh sát khu vực của phường. Để mà tuyên truyền vận động bà con hay là có những thông tin tố giác tội phạm rồi chỉ là mình cũng dễ dàng báo cho công an phường. Được biết, trang Zalo Công an phường Phước Ninh đồng hành cùng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự cũng là nơi cung cấp các thủ tục hành chính cho công dân tại nhà một cách nhanh gọn và chính xác. Đăng tải một số các thủ tục hành chính cơ bản liên quan tới lực lượng công an dân. Mình hướng dẫn qua trang Zalo thì cơ bản nhân dân nắm bắt được. Và khi lên là hoàn thiện một số rất nhanh, giảm thiểu tối đa cái việc đi lên xuống. Tranh thủ thời gian xuống địa bàn hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng này, lực lượng cảnh sát khu vực Công an phường Phước Ninh cũng đã kết hợp với việc trả thủ tục hành chính tại nhà cho người dân, thông qua đó làm tốt hơn công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Tôi thấy cái việc mà đem cái sổ tới thì giống như là một cái câu mà người ta nói là vì nhân dân phục vụ. Và cái tình cảm này, cái sự gắn kết này thì tôi tin rằng là nó sẽ làm tốt hơn. Cuộc chiến đấu tranh với tội phạm ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân, lực lượng công an sẽ làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Liên tục chương trình là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Tuần qua, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thìn, 31 tuổi, quê Nghệ An, Ngô Văn Truyền, 38 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Lộc về hành vi mua bán 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Cụ thể, từ đầu tháng 10, Thìn và Truyền rủ nhau mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh mang về phân phối tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau khi lấy hàng trở về, Thìn hẹn Truyền và Lộc ra nhận hàng thì bị công an bắt quả tang.
Khám xét trên xe ô tô của các đối tượng, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện toàn bộ số tang vật nói trên. Với thành tích này cùng với chiến công bắt giữ đối tượng mua bán 2 kg ma túy tổng hợp, phòng cảnh sát ma túy đã được khen thưởng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an thành phố mong muốn cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này, góp phần chặn đứng nguồn cung của ma túy thẩm lậu vào địa bàn Đà Nẵng. Ngày 9 tháng 11, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã phát hiện và bắt giữ Phan Thị Ánh Tuyết, 53 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào tháng 7, Tuyết bị Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang và khởi tố về hành vi đánh bạc nhưng cho tại ngoại. Đến ngày 21 tháng 10, Tuyết được yêu cầu lên trình diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ để phục vụ công tác điều tra, nhưng đối tượng đã lẩn trốn. Hiện Công an phường Chính Gián đã thực hiện thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an quận Cẩm Lệ. Chiều ngày 11 tháng 11, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã triệu tập lấy lời khai đối với nam thiếu niên có hành vi vi phạm an toàn giao thông trên đèo Hải Vân. Nam thiếu niên 16 tuổi, thường trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người này cũng thừa nhận là người trong clip điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 92N1-59010 chạy với tốc độ nhanh trên đèo Hải Vân và tự ngã gây bức xúc dư luận. Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã tiến hành lập biên bản vi phạm các lỗi, không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và ống xả thải không đủ tiêu chuẩn, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm và tiếp tục các bước xử lý tiếp theo quy định của pháp luật. Trong tuần, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Xuân Ngữ, 30 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, 17 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Ngữ đã nói dối với các bị hại rằng mình có lô đất diện tích là 1.055 m² tại dự án ven sông Hàn, chuẩn bị tách thành 10 lô, mỗi lô 100 m² và giới thiệu cho người nào muốn mua đất. Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Ngữ đã chiếm đoạt của nhiều người mua đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổng số tiền hơn 7 tỷ 200 triệu đồng. Nhận tin báo cháy vào lúc sáng ngày 11 tháng 11 tại kho chứa đèn cầy trên đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, ngay lập tức Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã triển khai lực lượng xuống ngay hiện trường. Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 2 đã điều 2 xe cứu hỏa, đồng thời Công an quận Liên Chiểu tăng cường 3 xe. Tuy nhiên, do đám cháy lớn có khả năng lan rộng nên Công an quận Thanh Khê đã xuất 2 xe cứu hỏa để hỗ trợ tăng cường. Sau hơn 2 tiếng tích cực dập lửa thì đám cháy đã được dập tắt. Thiệt hại về tài sản, không có thiệt hại về người. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm cướp giật tài sản là một trong những loại tội phạm nguy hiểm và rất khó phát hiện. Hành tung của bọn chúng thường thoát ẩn, thoát hiện và rất manh động, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ việc. Bằng những nỗ lực của mình, Công an quận Hải Châu đã tăng cường lực lượng để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này. Vụ việc bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản là một minh chứng. Những ngày đầu năm 2020, người dân ở thành phố Đà Nẵng lo lắng khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường. Lúc thì túi sách, lúc là dây chuyền. Nạn nhân mà các đối tượng cướp giật thường nhắm tới là phụ nữ, trẻ em gái. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã khẩn trương lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu đã bắt giữ được hai đối tượng gồm Lê Phú Hoài Nam, 29 tuổi, trú phường Vĩnh Trung và Phan Xuân Kha, 23 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Đoạn ngồi lên xe, chở thêm người ngồi sau nữa. Mình thấy ai mang dây chuyền sơ hở là mình giật. Điểm chung của các nạn nhân trong các vụ cướp giật là rất hoảng loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp nhớ đặc điểm của các đối tượng. Vì vậy, công tác truy xét tung tích của hai đối tượng gây ra các vụ cướp giật này là vô cùng khó khăn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này khai nhận thực hiện chót lọt 28 vụ cướp giật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phú Hoài Nam và Phan Xuân Kha để tiếp tục điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật tài sản mà chúng đã thực hiện. Qua vụ án này, người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tạo sơ hở để các đối tượng cướp giật hoạt động. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.